lại là tôi ông chú núp lùm đây. Hello mọi người, hôm nay đưa tới cho mọi người một bộ phim kinh dị cũ của Nhật Bản, Toise no Hanako-san. Nếu như có ai muốn xem bản full, thì nhớ xem bản Shin ve Kichoban nhé. Nó khác với Toise no Hanako-san. Sau đây thì vào phần chính của phim này. Một cô gái tóc ngắn trông lôi thôi đang đứng trong nhà vệ sinh. Bên ngoài truyền tới âm thanh giày cao gót. Lúc này trường đã tan học rồi, đáng nhẽ phải không có người. Cô hỏi có phải Aoi không? Đợi mãi không có hồi âm. Câu chuyện này bắt đầu từ 2 tháng trước. Aoi đến từ Tokyo, chuyển tới ngôi trường trung học ở đây. Học sinh đều có kiểu sùng bái đối với học sinh đến từ thành phố lớn. Thế nên Aoi rất nhanh đã làm quen được với lớp. Một bạn tên Kita còn đưa cô tham quan khắp trường. Cô chủ nhiệm Emi thấy vậy cũng vui, không ngờ Aoi có thể kết bạn nhanh đến vậy. Thật ra cô cũng chỉ đến sớm hơn Aoi vài tháng thôi. Trước kia cũng làm việc ở Đông Kinh, giống với tình trạng của Aoi. Aoi tới đây học vì quê của mẹ ở đây, cô Emi cũng vậy. Ngôi trường này là trường cũ của cô. Mấy người đang nói chuyện vui vẻ với nhau, hiệu trưởng gọi cô Emi nói chuyện. Ông giao cho cô Emi một nhiệm vụ nhỏ. Cái phòng vệ sinh nữ bên cạnh phòng thể dục của trường luôn đặt một bó hoa dại. Bảo nếu Emi rảnh thì qua đó xem thường xuyên. Thấy nó héo thì hay. Emi chú ý khi hiệu trưởng nói việc này, trông rất căng thẳng, hai tay cứ chà sát nhau. Aoi đang ở với bà ngoại và mẹ, nam giới trong nhà đều mất hết rồi. Lần này từ Tokyo về, cũng là lo sức khỏe của bà, cần có người chăm sóc. Nhưng có chuyện rất kỳ lạ, Aoi thấy sau khi mẹ về đây, thì có nhiều lúc thần kinh không ổn định, hay đập vỡ đồ còn hay ngồi đơ ra. Thái độ cũng nghiêm khắc hơn. Một đêm nọ Aoi nằm mơ, trong một nhà vệ sinh cũ, cửa từ từ mở ra, cô nhìn thấy bên trong có một cô bé bẩn thỉu. Hôm sau trên đường Aoi đi học thì gặp bạn cùng lớp. Cô tên là Gina, cũng là cô bạn tóc ngắn gặp ma trong nhà vệ sinh. Với sự nhiệt tình của Aoi, Gina có chút lo sợ. Khi hai người tới trường, thấy tất cả bạn học đều nhìn họ với ánh mắt thù hằn. Kita cũng lạnh nhạt hơn, không có thân thiện như hôm qua. Nhưng trong lúc ăn cơm, Kita và hai người bạn khác lại chủ động đến tìm Aoi, cùng nhau ngồi ăn nói chuyện. Gina bên cạnh vừa mở hộp cơm ra thì bị dọa khiếp sợ đứng cả lên. Trong cơm của cô bị bỏ rán, Kita trông vẻ mặt rất vui, còn nói không được lãng phí đồ ăn. Gina nghe xong chỉ có thể quỳ xuống đất, nhặt hết thức ăn vừa làm rơi. Ăn xong cô lại bị gọi lên sân thượng, chịu sự bạo lực từ bọn Kita. Cho đến lúc đó Aoi mới hiểu chuyện gì, tại sao Gina phải cẩn thận. Tại sao nhìn thấy họ đến trường lại bị nhìn với ánh mắt thù hằn? Tại sao trong cơm lại xuất hiện rán? Đây đều là việc từ đầu sò Kita. Sự việc bạo lực học đường tàn khốc. Aoi định ngăn, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Kita lại thôi. Đợi mấy đứa xấu tính rời đi, cô mới tới an ủi Gina. Gina nói đây là bộ mặt thật của trường, cậu phải tập dần làm quen, sau này đừng đi với tớ, không thì cậu cũng sẽ có chuyện. Aoi cảm nhận được sự cô độc và vô dụng của đối phương, cô muốn mình phải giúp cô gái này, thế nên cô nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường. Liên lạc qua email, lúc bọn Kita không biết thì mình gặp mặt, nhưng bình thường thì nhớ lạnh nhạt với nhau, thậm chí Aoi còn bị ép vào nhóm bạo lực học đường, cùng nhau bắt nạt Gina. Ví dụ như khóa cô trong nhà vệ sinh, sau đó họ sẽ dội nước từ trên xuống. Aoi cũng không khác gì. Không thì cô sẽ trở thành mục tiêu bị công kích. Đây là lý do vì sao mở đầu phim lại có một cô gái ướt sũng trong nhà vệ sinh. Mà nhà vệ sinh này chính là bên cạnh phòng thể dục của trường. Kita ném hoa dại vào bên trong. Sau khi tan học, Aoi quay lại. Bởi vì cô không thấy Gina đi ra, gọi điện thoại cũng không ai nghe. Lúc cô mở cửa ra, kinh hoàng phát hiện Gina đã chết rồi. Lúc Aoi đang không biết nên làm gì, thì nghe thấy tiếng tọc tọc. Nhìn chiếc gương trên tường thấy bóng dáng của cô gái lôi thôi trong mơ. Trong ngày tang lễ của Gina, không có bạn học nào qua viếng cả. Chỉ có Aoi nhìn từ phía xa, nhưng hành động của cô đã bị anh trai Gina chú ý đến. Đuổi theo gọi Aoi, hỏi về chuyện kỳ quái này. Em gái đã xảy ra việc gì ở trường, tại sao chết mà trong lớp không có ai tới viếng? Aoi đang không biết trả lời như nào. Cô Emi đã chạy tới. Cô là bạn cấp 1 của anh trai Gina, cũng có thể tính là thanh mai trúc mã. Chỉ khi Emi tới Tokyo làm việc thì ít liên lạc lại. Không ngờ đối phương lại là chủ nhiệm của em gái mình. Nhưng cô lại không biết lớp mình tồn tại việc bạo lực học đường. Cô và Aoi nói về nguyên nhân cái chết của Gina, muốn tìm hiểu rõ trước khi chết đã xảy ra chuyện gì. Aoi nhắc đến cô gái lôi thôi, không biết cô bé chui từ đâu ra, nói chung là thấy lạ lắm. Sau khi tang lễ kết thúc, Kita chủ động tìm tới Aoi, cảnh cáo cô không được nói chuyện bắt nạt hôm đó với người khác. Mà chuyện Gina chết cũng không liên quan. Nói xong thì rời đi, nhưng Aoi nhìn thấy cô bé lôi thôi cầm hoa dại đó, đi theo phía sau Kita. Không lâu sau có người phát hiện, Kita ngã từ trên tầng cao xuống chết rồi.
Ở hiện trường, Ao Y lại thấy cô bé Lôi Thôi. Lúc này cô bé ở trên tầng thượng, hai đứa bắt nạt còn lại cũng cảm thấy sợ hãi. Nó và Kita đều đe dọa Ao Y không được nói chuyện ở nhà vệ sinh hôm đó với người khác. Nhưng Ao Y thì không quan tâm. Cô tìm tới anh trai của Gina là Dosu, nói hết chuyện mà Gina gặp ở trường ra. Gina chết thế nào thì cũng không rõ, cảm giác có liên quan tới cô bé Lôi Thôi. Chiều hôm đó, cô Emi cũng nằm mơ tới cô bé phòng vệ sinh. Trong mơ, cô biến thành hình dạng 7-8 tuổi, đối mặt chính diện với cô bé Lôi Thôi mà Ao Y nhắc tới. Thấy đối phương muốn cho cô hoa dại, cô bị sợ khiếp lùi về sau. Sau khi tỉnh dậy, Emi vô tình nói tên cô bé Lôi Thôi, Sakura. Bọn họ quen nhau, sau khi Gina chết, Ao Y đã thay chỗ của cô, trở thành đối tượng bị bạn học bạo lực. Cho đến khi cô cảm nhận được sự đau đớn của Gina, lúc tự mình ngồi đơ ra ở phòng sau tan học, nghe thấy có người gọi cô. Gina đã chết được cô bé Lôi Thôi Sakura, tới gặp Ao Y. Sakura cứ nói không ngừng. Ao Y bị dọa ngất đi, lúc tỉnh lại thì đã nằm trong phòng y tế. Cô Emi đang ngồi trông, thì Ao Y kể lại toàn bộ câu chuyện trước khi ngất, không biết làm như nào mới được. Cô Emi bảo Ao Y yên tâm, chuyện này cô sẽ giải quyết. Cách của cô là tiếp tục thay hoa dại cho phòng vệ sinh. Sau khi tan làm thì cô đã đi mua hoa dại mới, còn gọi điện cho Dosu, hỏi cậu có nhớ Sakura hồi bé không? Cái tên này còn do Dosu cung cấp, bởi vì cô bé không thích nói chuyện, còn hay chạy tới vệ sinh trường nghịch ngợm. Cả người lách nhách cầm theo một con đồ chơi, sau đó không biết vì sao mà biến mất, không ai biết chuyện gì xảy ra cả. Bây giờ nhiều chuyện kỳ quái như vậy, cô Emi nghĩ Sakura đã chết rồi. Dosu hiểu ý, nhưng cậu không tin những lời ma quỷ này. Cô Emi không cẩn thận bị thứ gì đó làm cho vấp ngã. Cô ngẩng đầu nhìn, thì chính bé Sakura Lôi Thôi đang ôm chân của cô. Sau đó một chiếc xe từ xa chạy tới, cán qua người Emi. Trong điện thoại, Dosu nghe thấy tiếng xương gãy. Emi chết rồi. Điều này khiến cậu bắt đầu điều tra lại tin đồn liên quan đến Sakura. Có thể thật sự tồn tại ma nữ phòng vệ sinh. Dosu tìm tin tức mất tích mười mấy năm trước. Tháng 5 năm 1998, có một cô bé 7 tuổi mất tích. Mẹ của cô bé tên Chico. Quái lạ là cô bé này không có giấy khai sinh và hộ khẩu. Cho dù đi báo cảnh sát cũng không ai biết sự tồn tại của cô bé. Sau đó Dosu nhìn thấy bức tranh của cô bé mất tích. Mặc dù không vẽ ra được ngũ quan, nhưng nhìn phát là cậu nhận ra ngay. Áo trắng, váy đỏ, con đồ chơi rách. Lúc đó trường chưa thành lập trung học, nên Dosu và Emi đều học tiểu học ở đó. Sakura Lôi Thôi thường trốn tới trường chơi. Hiệu trường cũng thường đuổi đi. Hôm sau Dosu tìm tới Ao Y, nhờ cô nhìn hộ bức tranh tìm thấy trên mạng. Có phải là cô bé Lôi Thôi trong phòng vệ sinh không? Nhận được sự khẳng định, cậu cũng hiểu được sự kỳ quái của sự việc này. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ Sakura, nhưng cô bé đã chết mười mấy năm rồi, làm sao có thể bỏ qua nỗi oan? Cho dù cuộc đời cũng có lúc tươi sáng. Lúc Dosu đưa Ao Y về nhà, kinh ngạc phát hiện nơi học sinh trung học nữ ở chính là nhà cũ của Sakura. Mẹ Chico của cô cũng chính là mẹ của Ao Y, hai người là chị em. Mà ngày bé Dosu cũng thường bắt nạt Sakura. Mỗi khi thấy con gái vào phòng vệ sinh, thì sẽ xông đến mắng cho một trận, sau đó sẽ cướp lấy hoa dại và đồ chơi trong tay. Việc đuổi của hiệu trưởng cũng là do Dosu nói, họ không muốn cho cô bé Lôi Thôi này xuất hiện. Ao Y về tới nhà, nghe thấy âm thanh kỳ lạ, phát ra từ phòng mẹ. Nhưng bên trong thì không có ai cả. Cô đi theo âm thanh mở cửa tủ ra, thì phát hiện ra đồ chơi của Sakura. Lúc đang tò mò, thì lại gặp mẹ Chico ở hành lang. Đối phương cũng chú ý tới con đồ chơi trên tay Ao Y, tự biên tự diễn đến đây là hết. Bởi vì do cô, nếu như nó không sinh ra thì tôi cũng không bị dùng bỏ. Chỉ có giết người âm thầm mới có thể về nguyên dạng. Sau đó mẹ Chico cầm con dao xông tới Ao Y. Ao Y bị dọa sợ lùi về sau, lại nhìn thấy bà ngoại đã mất của mình. Trước khi cô về, mẹ đã bắt đầu sát hại người khác. Sakura là đứa con hoang của Chico, để chối bỏ trách nhiệm, bạn trai đã bỏ bà lại. Thế nên bà rất ghét đứa con của mình, mới nảy ra ý định giết người ở phòng vệ sinh của trường. Lúc bà hạ sinh Ao Y với chồng thứ hai, quay về quê hương của mình, thì bị linh hồn oán giận của Sakura ám. Sau đó Chico cầm hàng lạnh tự xử mình. Ao Y cầm con đồ chơi tới phòng vệ sinh của trường. Cuối cùng cô cũng biết thứ mà Sakura muốn tìm. Không phải là đóa hoa dại, mà là đưa con đồ chơi ấm áp nhất cho Sakura. Có lẽ thế này mới trấn an được. Ao Y đặt con đồ chơi xuống đất chuẩn bị rời khỏi, thì nghe thấy tiếng nước chảy. Cô nhìn về phía phát ra âm thanh. Sakura bò ra từ cái hố xí.
đi tới trước mặt Aoi, lại biến thành hình dạng lôi thôi lúc còn sống. Aoi ôm lấy đối phương, Sakura chỉ nói một tiếng rồi biến mất luôn. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đây. Có một cái kéo rơi từ trên người Aoi, cô thấy bụng mình rách, máu tươi không ngừng chảy ra. Đây là lúc nãy ôm Sakura đâm vào. Không lâu sau, Dosu cũng tới phòng vệ sinh, cậu không thấy Aoi, nhưng là người đầu tiên bắt nạt Sakura thì không thể hoàn lương được. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Nói thật thì luật nhân quả không rõ lắm, cho dù là oan hồn phục thù, giết chết mẹ Chico là được, không liên quan đến người khác. Các vấn nạn bạo lực học đường luôn là một trong những vấn đề nan giải trên toàn thế giới, nên các bạn trẻ đừng bao giờ làm như vậy nhé. Video đến đây là kết thúc. Nếu mọi người thích, hãy like và subscribe nhé. Cảm ơn mọi người.